Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức lộ loạt ảnh Trường Giang mặc đồ đôi nắm tay đi sắm Tết ở quê Nhã Phương. Những hình ảnh nóng hổi nhất của cặp đôi này trong chuyến lên Đắk Lắk thăm nhà bạn gái của Trường Giang vừa xuất hiện đã gây sốt. Ngày hôm nay, thông tin về việc Trường Giang theo chân Nhã Phương về nhà cô nàng ở Đắk Lắk đang gây xôn xao trong cộng đồng và người hâm mộ. Theo một số nguồn tin, cặp đôi này đã có mặt tại nhà Nhã Phương từ hôm qua. Mặc dù đã có một vài hình ảnh từ tối qua đã được tung lên mạng, nhưng nhiều người vẫn bán tin bán nghi về nguồn tin này. Tuy nhiên, mới đây loạt ảnh Trường Giang và Nhã Phương nắm tay nhau đi trên đường tại thị trấn EAKR thuộc tỉnh Đắk Lắk đã chứng thực nguồn tin này là có thật. Trong ảnh, Nhã Phương và Trường Giang đồng loạt diện đồ đôi màu sọc và đi giày đôi màu đen cực phong cách. Ngay cả khi đi sang đường, hai người cũng nắm tay nhau cực kỳ tình cảm. Theo chia sẻ từ người chụp ảnh, những bức ảnh này được chụp vào sáng nay khi cặp đôi cùng đi mua sắm cho nhà Nhã Phương tại một trung tâm điện máy thuộc thị trấn. Thông tin nóng hổi này đang khiến các fan của hai người vô cùng bất ngờ và càng tràn ngập lòng tin rằng chuyện tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương đang phát triển rất nhanh. Với việc Trường Giang về nhà ra mắt gia đình Nhã Phương như thế này, liệu có phải cả hai đang có những dự định nghiêm túc đối với chuyện tình cảm trong thời gian tới? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.